là một trong ba bán đảo nổi tiếng của thành phố Quy Nhơn, gồm Nhân Hội, Nhân Lý, Nhân Hải. Nhân Hải nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km. Trước đây được biết đến là điểm đến du lịch hoang sơ, nhưng với những thay đổi ngày nay, Nhân Hải đã khoác lên mình chiếc áo mới mẻ và hấp dẫn hơn. Đến Nhân Hải, bạn có thể hòa mình cùng thiên nhiên giữa biển xanh, cát trắng, nắng vàng đầy quyến rũ cả ngày. Bạn sẽ được trải nghiệm lặng ngắm những rặng san hô xung quanh đảo, là bức tranh thiên nhiên hiện ảo, là mẹ thiên nhiên ban tặng. San hô ở đây đủ mọi hình dáng, ở độ sâu khoảng 1-2 mét. Vâng, hello các bạn. Buổi chiều tại xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn. Chiều khoảng 5 giờ kém các bạn, 5 giờ kém tại xã Nhân Hải. Đó, mặt trời xuống chùa Hương Mai khá là đẹp các bạn. Khúc núi, bắt đầu khúc núi. Giờ này 5 giờ kém các bạn, gần 5 giờ rồi. Đấy, bây giờ lên quanh xã Nhân Hải này quay cho các bạn xem buổi chiều buổi tối ở đây dân tình du lịch như thế nào các bạn. Đây là ủy ban nhân dân xã này bạn. À, chỗ đây cái bãi tắm nó đẹp nè, mát, với lại phía trong kia có chỗ chơi cho mấy đứa nhỏ này, phao phiết đồ cũng nhìn cũng ok đó. Chỗ trên biển này có quán nước, quán cà phê nè bạn. Đó, nhìn biển thì chiều gió nhẹ các bạn, ít sóng, gió nhẹ. Khá là mát. Đây, chở mấy đứa nhỏ qua đây chơi các bạn, tắm biển đồ. Bãi biển Nhân Hải thì buổi chiều nước nó xuống này. Nhìn nó rất là rộng luôn các bạn, rất là đẹp nha. Lâu lắm hôm qua buổi chiều Nhân Hải cũng không tắm biển bên này. Đấy. Nhìn có vẻ thì chủ yếu là dân Quy Nhơn thôi, ít khách du lịch. Ở phía trên kia là hai cái cầu là dự án The View của bạn, bỏ hoang mấy năm nay, 7-8 năm nay không có làm. Từ mình nhớ không nhầm thì khoảng 2016-17 tới giờ các bạn, người ta dựng lên là xây cái cầu dọc dọc đó rồi dự án dừng tới nay luôn đó. Ở phải phía ngồi biển kia các bạn, bạn thấy bây giờ nước xuống nó lòi cái bờ tường đá lên không đó, bờ tường đá đó đây các bạn, xe lên các bạn xem này. Đấy, lòi bức tường lên, mọi người có thể đi ra đó chơi chụp hình ngắm san hô.
Vâng, thuê cái ghe ra cái bờ thành để chơi các bạn. Đó, gần thôi, có chỉ cỡ tầm 200 mét thôi. Tối quá không thấy rồi, giờ tối quá. Cũng còn sáng sáng thôi. Sen hô này, sen hô này. Cái này đi buổi trưa đẹp mơ nè. Giờ tối mất rồi, giờ tối rồi không thấy nhiều. Quay cảnh thôi. Rông đẹp ghê mà. Được view. Có được view kìa. Đây có sóng. Mày mày cảm thấy không? Không phải. Mày chỉ cho ăn không? Cái này là lấy súp chiều ở đây chiều. Ở trong kia đêm ru mà ra đây bắt đầu nó có sóng này. Đấy. Quay gì về Nhân Hải. Quá đẹp. Hơi tối các bạn. Phải nói là rất đẹp. Cái này sớm sớm tí nữa đẹp quá. Giờ này tối mất. Lùm cái máy chiều lên sao bỏ máy chiều mất rồi. Chiều rồi chìm kìa. Ờ, mất một cái máy chiều là mất 300 nghìn của họ đó mà vô đâu nghe. Á là mấy nó được rớt đây anh chơi. Đây. Con nhìn biết sợ chú. Chỗ này đâu có đâu. Đó. Đó. Mất máy chiều là mất 300 nghìn của họ đó. Không phải dễ đâu. Mọi người giết đẹp. Sao em tí đây không? Xuống đây còn xuống đây. Đi đi quan ở đây chung quan sao. Không có. Lấy cái lấy máy chiều kia này, máy chiều dài kia này. Đây cái giếp không? Nó giữ cho mình nha. Ừ. Nãy giờ mẹ nói lấy giếp mà đứng kiếm đuôi nãy. Lấy con. Đây đây đây, hai giếp của chú đi. Đó, đi đi nhẹ nhẹ chú. Này, này đi từ 4 giờ xe chị chiều ngon rồi. Vậy sao đi cậu? Đó, bước lui xuống. Đưa em cầm nhá. Đỡ cho hai đứa nhỏ xuống giùm cái em. Ơi, chung đâu ai à? Cái giỏ đồ nè. À chị ơi, giỏ đồ mang lên chị Mo. Của mình á. Mang lên luôn kìa. Nè. Đúng không? Đâu vào máy ra. Bỏ ở đâu vậy? Không có mèo anh nó cầm chị. Nhầm đâu? Đây. Chô nhầm này. Đây lên hả? Ừ, quá đẹp ha. Đây các bạn.
Đây là bờ tường này, bờ tường bên này. Không, qua đây sóng lớn là tắm gì con. Đây, quá đẹp các bạn. Đi hơi muộn cho nên nó không thấy rõ san hô. Chứ còn bình thường khu bảo tồn san hô ngoài này rất đẹp nha. Hồi xưa mình đi 4-5 năm trước mình quay, mình post trên kênh cũ. Đẹp lắm. Đó, bờ tường này. Quá mê luôn. Đây là phải mượn một đôi dép mang vô chứ không nhử theo này, cắt chân các bạn. Đây này, cắt chân này cua, cắt chân. Đông coi chân cẩn thận, trượt nó đứt chân á, biến lắm á. Còn bạn nhìn về phía trong của xã Nhân Hải này, rất là đẹp. Cầu The View đó bạn. Cầu The View. Mọi người tranh thủ mọi người tranh thủ chụp hình. Nước tiếng xóa này bạn, đẹp không? Rất là đẹp luôn ha. Cẩn thận còn sóng đánh á. Cẩn thận cho ông đùa dưới biển được không? Biển hung dữ lắm. Đẹp rất chừng. Quá đẹp các bạn. Bên khu bên cái đảo Hòn Khô kia người ta dỡ hết rồi. Đi qua cái mỏm này sẽ là về Quy Nhơn, Vịnh Biển Quy Nhơn các bạn. Rồi khu hải giang Maryland nằm ở phía trong cái mỏm núi này. Tuồng tình ái kia không mang dép kìa. Tức chừng mới đùa không?
một xíu ngoài bờ thành rồi giờ đi vô trong bờ nè bạn. Đây bây giờ bắt đầu đèn lên rồi đó, vui chưa? Anh ở tàu nói năm nay rất ít khách luôn các bạn, rất ít khách luôn, vắng vắng hơn mấy năm rất là nhiều. Cái khách anh, cái khách. Vâng các bạn, báo giá dịch vụ cho các bạn biết để mà đi nhé. Hồi nãy cả nhà thuê cái ghe ra ngoài bờ thành thì 200.000, rồi sau đó tắm vô tắm nước ngọt các bạn, nước ngọt đây 5.000 một người nha các bạn. Giờ vừa tắm xong rồi, giờ đi ra này, đi ăn các bạn. Đó, các bạn thấy chủ nhật ít khách hơn thứ bảy, mấy anh chủ tàu nói đó. Và tổng kết là năm nay so với mấy năm trước là rất là ít luôn, rất là ít khách luôn. Đó, cho nên là thấy được cái khó khăn của du lịch hiện nay. Cái nhà hàng dọc biển quay ban đêm cho bạn xem này. Đây ra vô kia có mấy bàn khách này bạn. Đây, đường Dương Hải ban đêm dọc biển. Đấy, đây sau một cái thời gian dài rất nỗ lực trong cái việc đúc móng dựng cột và đặc biệt là cái sự nỗ lực của các địa phương trong việc bàn giao hành lang, thì ngày hôm nay tôi tổ chức kéo dây quảng kéo đầu tiên của đường Nam Định Một Thanh Hóa. Trời tới hơn 6 giờ bạn, tới sắp tối, tối hẳn thì mọi người mới hết tắm các bạn. Giờ bắt đầu các dịch vụ như là sập áo phao đồ này là họ bắt đầu họ thu dọn vào vào. Với đường dây Nam Định Một Thanh Hóa thì cái gì? Một số các khách được đưa về Việt Nam. Thôi. Thì để giải quyết vấn đề này thì đó, đây là trước ủy ban của xã Nhân Hải luôn các bạn. Cái khu đây là đẹp nhất này, khu đẹp nhất bên Nhân Hải đó. Dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài có tổng chiều dài 51 km, trong đó đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh dài 25 km, Tây Ninh dài 26 km. Đây là dự án cấp A do Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư. Đó, giờ mọi người 6 giờ mấy bỏ ghế ra bán nước, bây giờ bắt đầu là bán nước là nhiều. Đây ra xe đồ ăn thì có nhà người quen mua qua đây làm sẵn rồi các bạn, giờ đã ăn thôi. À, tí nữa ăn uống cái gì mình quay cho bạn xem. Đây xe mình, xe nhà mình. Đó, khu vực đẹp nhất của Nhân Hải. Mình nghe bên kia có karaoke các bạn. Đó, khu bên kia nghe nói mấy chục ngàn hát. Mấy chục ngàn một người á, hát sao hát bên bên đầu bên kia và chỗ sáng sáng ngồi biển đó. Đó là khu bên Nhân Hải này họ khu bên Nhân Hải này họ là như vậy các bạn, dịch vụ là như vậy. Đi chiều thì các bạn xem sáng sáng xí á, thì có san hô, có rong khá là đẹp đấy. Rồi tối thì dịch vụ như thế này, có thể là ăn tối rồi vui chơi ca hát ở đây đấy. Bây giờ tới tiết mục tự sự các bạn, ăn tối đó, cái chuồng. Đêm Nhân Hải này các bạn, cộng rêu xanh Nhân Hải. Đấy, bữa trước mình có quay ban ngày đó,
Đây là mấy cái quán bánh xèo mực này. Đứng cá chuồng các bạn. Cái này anh ơi, cá chuồng này. Chắc cái này chắc không phải, chắc không phải.